Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 65. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta, những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng: ta đây, ta đây. Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt theo ý riêng mình, là một dân kia hằng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trên đống gạch, ngồi trong mồ mả, trọ trong nơi kín, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong khí mạnh nó, và dám nói rằng: hãy đứng riêng ra, đừng lại gần ta, vì ta thánh sạch hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta, như lửa cháy cả ngày. Này, đã ghi chép trước mặt ta rằng: ta sẽ không làm thinh đâu, song ta sẽ báo trả. Thật, ta sẽ báo trả vào ngực nó, tức là tội ác các ngươi, luôn với tội ác tổ phụ các ngươi, là những kẻ đã đốt hương trên các núi và nói phạm đến ta trên các gò. Nên ta sẽ đo lường việc trước chúng nó vào ngực chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho thì rằng: đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành. Ta cũng sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta, hầu cho ta không hủy diệt cả. Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp và một kẻ kế tự các núi ta ra từ Giu-đa. Những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ này làm kỷ vật. Tôi tớ ta sẽ ở đó. Trong dân ta, những kẻ nào đã tìm kiếm ta sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên, nơi trũng A-cô dùng làm đồng cỏ thả bò. Còn như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho gác và rót chén đầy kính mê ni, nên ta định cho các ngươi phải gươm dao, các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết. Vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại, ta đã nói các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói. Này, tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát. Này, tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nha. Này, tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. Danh các ngươi sẽ còn lại làm tiếng rủa xả cho những kẻ lựa chọn của ta. Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi, nhưng Ngài sẽ lấy danh khác đặt cho các tôi tớ mình. Vì vậy, phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh Đức Chúa Trời chân thật. Còn ai ở trên đất mà thề nguyền thì sẽ chỉ Đức Chúa Trời chân thật mà thề nguyền. Vì những kẻ khốn nạn trước đã quên hết và đã khuất khỏi mặt ta. Ta sẽ dựng trời mới đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ. Ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta. Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình. Vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa xả. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn. Vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va,
con cháu họ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Muôn sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta. Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 66. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy. Này là kẻ mà ta đoái đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run. Làm thịt một con bò cũng như giết một người, tế bằng một con chiên con cũng như bẻ cổ một con chó, dân của lễ chay cũng như chọc huyết heo, đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà giáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý. Hỡi các ngươi là kẻ nghe lời phán Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài. Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh ta bỏ các ngươi từng nói rằng: Xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển, đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi. Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Có tiếng om sòm nổi lên từ trong thành, có tiếng la lối vang ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình. Nó chưa ở cử đã sinh nở, chưa chịu đau đớn đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sinh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sinh ra trong một chập, mà Si-ôn mới vừa nằm nơi đã sinh con cái. Đức Giê-hô-va phán: Ta là đấng đã mở lòng mẹ ra, há chẳng săn sóc sự sinh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán: Ta là đấng đã khiến sinh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao? Các ngươi là kẻ yêu Jerusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó. Các ngươi là kẻ đã khóc vì Jerusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười, hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó, được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ. Các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó thì trong lòng được sự vui vẻ, và xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa, và xe cổ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau một cái cây giữa đó, ăn thịt heo, thịt chuột và những đồ ăn gớm ghiếc thì sẽ chết với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó. Kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng, chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, Tu-banh và Gia-van, cho đến trong các cừu lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước. Đức Giê-hô-va phán:
các dân ngoại sẽ đem hết thảy anh em các ngươi cưỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu từ các nước mà đem đến núi thánh ta là Jerusalem, đặng dâng họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, cũng như con cái Israel đem của lễ trong đồ đựng sạch sẽ mà vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán: Ta lại từ trong đám họ lựa kẻ làm thầy tế lễ và làm người Lê-vi. Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Khi dân sự ra ngoài sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt. Chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt. Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sin-van và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Hỏi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ác là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chương 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Thì hỏi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả,
hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương anh em và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Chương 3. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã ra bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy. Thi Thiên 60. Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi. Chúa đã nổi giận. Ôi, xin hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó vì nó lay động. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu say sẩm. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà xổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ê-phra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việt ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Philippines, hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là Đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân,
vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm việc cả thể, vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.